Om Muni Muni Mahamuni Yeswaha. 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 Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lúc nãy sư giảng chữ niệm á, thì chữ niệm trong tứ niệm xứ thì có nghĩa là so sánh, rồi chữ niệm trong thất giác chi thì có một nghĩa khác là nhận biết sự vật. Làm con nghĩ tới hình như trong ngũ căn ngũ lực, ngũ căn ngũ lực cũng có chữ niệm, rồi trong các chánh đạo cũng có chữ niệm. Như vậy những chữ niệm đó nó giống nhau hay là khác nhau? Chúng ta biết được ý nghĩa hai chữ niệm đó. Niệm trong chánh niệm, trong chánh niệm của Phật chánh đạo á, đó là đặt tâm, chủ tâm, tưởng tâm và đối tượng. Niệm ở trong ngũ căn ngũ lực, tính tổng niệm định huệ, năm sức mạnh gọi là căn bản, năm sức mạnh chuyển hóa. Và nói rõ ra đó là con đường hành đi thực hành của một cái vị chọn một cái hướng đi gọi là tùy tiến hành. Còn thất giả chí đó là con đường của tùy phát hành. Để bên dưới đặt cái trọng tâm ở cái niềm tin, không lý giải, tin khởi đầu bằng tin. Ví dụ họ tin Đức Phật, họ tin lời dạy của Đức Phật, họ tin những cái phẩm chất tồn tại của Đức Phật. Do vậy khi Đức Phật dạy cái gì, dĩ nhiên Đức Phật nói cho con những vị khác mình không biết đó, thì họ thực hành, họ không băn khoăn điều đó cũng là sai, đủ và xấu, vì họ tin cả những Đức Phật nói đó là nói theo ngôn ngữ mà tiếng học nó gọi là ở đây so sánh chuột lợn, là họ không làm theo cái bản ngã, cái riêng tư, cái tư dục tư nghĩ của họ, mà làm theo con đường, làm theo pháp mà thông qua Đức Phật dạy. Vì Đức Phật về mặt nam bản được định nghĩa là mẹ sinh ra chư Phật chính là pháp. Chư Phật giác ngộ, cả bậc giác ngộ được sinh ra từ pháp, vì họ thấy được bản tánh bản chất của hiện tượng sự vật là gì. Thì đây là vậy, khi bị họ đặt niềm tin ở con đường ở giáo pháp thông qua được lời dạy của Đức Phật, thì có nghĩa là họ không làm theo bản ngã, theo tư tái tư dụng điều của họ nữa. Do vậy con đường của họ, con đường gọi là tùy tính thành. Thì niềm tính tấn niềm định tuệ nó có cái tương cái bước của nó, đó là sau khi họ niềm tin rồi thì họ duy trì chăm chỉ siêng năng thực hành con đường đó. Muốn thực hành con đường đó họ phải luôn luôn giữ tâm trong sáng tỉnh táo, niềm trong cái mà tỉnh tâm niềm định tuệ, nhưng mà tỉnh giác sáng suốt nó hàng hay của bộ đó. Người ta hay là niềm, hay nói tinh tấn chánh niệm. Ở đây cái niềm đó là tỉnh táo và sáng suốt. Khi tỉnh táo sáng suốt, họ tâm họ phải an tịnh. Do vậy khi với trong một căn một lượng thì tỉnh và niệm và định đó, nó thay thế cả tinh tấn niệm và định ở trong bản chánh đạo. Trong bản chánh đạo thì phân ra ba cái: tinh tấn là siêng năng chăm chỉ ở chỗ mà khi hướng về cái gì, chủ tâm về tâm, đặt tâm vào đối tượng, nghe thấy biết trọn vẹn để có thể trọn vẹn duy trì đó, ta gọi là siêng năng chăm chỉ, không bỏ cuộc nửa chừng, không chuyển sang cái khác, không lơ là, chỉ có duy trì liên tục chủ tâm mình nhận ra đối tượng là gì, biết đối tượng là cái gì. Thì ở trong cái ngũ căn ngũ lực tính và định đó, nó bao gồm công việc của cả là tính tấn niệm và định. Do vậy mỗi nơi nó có vai trò khác nhau, cái ý nghĩa khác nhau. Nếu không hiểu rõ, chúng ta dùng một niệm để gọi nó thì không bao giờ hiểu được hết.
đâu đó chúng ta dùng điểm ghi nhận ghi nhớ gì đưa vào đó, nó không giống ai cả, nó không định dạng như thế. Có những cái từ mà trong ngôn ngữ nào nó đâu các ngôn ngữ thường thường có một số từ như vậy, nó rất nhiều nghĩa, đặt tình huống nào thì nó ra kiểu đó, chứ nó không phải một nghĩa. Chứ anh nó có cái từ gì hả? Động từ ghét. Ghét có chỗ nào làm mang nghiệp theo chỗ đó. Ở đây của chữ như này á, thì trong một tình huống cụ thể nó sẽ ra nghiệp cụ thể, chứ nó không có cái nghiệp mà mua nghiệp thì mình mà diễn tả tất cả các tình huống khác nhau. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Om Muni Maha Muni Yeswaha.